em ơi. Gì đấy? Ừ? Xe của anh ạ? Ờ, xe anh đấy. Làm gì đấy? Em mượn em soi nhờ cái gương ấy mà. À, soi nhờ gương thôi gì? Dạ. Úi dồi ôi. Thế mà anh ở đằng xa thì anh nhìn vào camera lại thấy em cứ lúi húi lại tưởng là bẻ gương của anh. Úi, anh nói như nào chứ? Em làm gì thèm bẻ gương của anh? Ừ, đúng rồi, đẹp như em thì ai đi bẻ gương. Dạ. Soi gương thôi gì? Dạ. Em soi gương cũng được. Kể cả đi lên xe của anh muốn đi đâu thì anh chở đi cũng được. Mỡ đi mà húp. Ồ. Anh đá phết nhỉ? Anh em ạ, đấy, à, nó có một cái hay là cái màn hình ZX này, nó sẽ kết nối với điện thoại của mình. Dù mình có ở xa hay là kể cả ở nước ngoài, mình vẫn biết cái xe đấy nó có an toàn hay không, có ai lại gần cái xe không, hoặc là vấn đề ăn cắp ăn trộm là mình biết hết. Có cả hình, có cả tiếng nhá. Đây ấy, nó là một siêu phẩm của 2022 đấy. Đấy. Anh em ạ, dùng cái màn hình ZX này, nó an toàn cho người lái xe, rồi mình lại ở xa mình cũng bảo vệ được xe. Đấy, từ khi mà tôi sử dụng cái này, mình cứ yên tâm vi vu lái thôi. Thế còn về vấn đề phần cứng ấy, thì 3 năm nay rồi, dùng chưa có vấn đề gì. Thỉnh thoảng có tí phần mềm nó mình chưa hiểu, thì mình gọi ZX phát, xong luôn, phục vụ tận chân công trình. Dùng màn hình này, bỗng nhiên mình lại thành ông chủ. Ai, mình ra lệnh là nó làm mọi thứ. Ví dụ, mở điều hòa 27 độ. Đã bật điều hòa nhiệt độ 27. Mở gió trong. Đã bật gió trong. Đó. Và rời lạnh quá thì ta lại bảo bật sấy ghế. Đã bật sấy ghế. Đấy, anh em thấy sướng không? Tự nhiên mình cứ ra lệnh như là có người làm cho mình. Đấy, ở những cái màn hình khác là những cái tính năng này là nó chưa có. Đấy. À, mình cứ điều khiển bằng giọng nói thôi thì chân tay mình có thể rảnh và mình vẫn lái xe an toàn. Mọi thứ là mình vẫn hoạt động rất bình thường. Trong khi đó với tính năng tác dụng ở trên xe, mình cần cái gì mình điều khiển bằng giọng nói. Đấy là cái ưu việt của cái màn hình ZX này. Vừa rồi làm mệt quá, được nghỉ mấy ngày, hôm nay chạy đường xa, đi sắm đào sắm quất để chuẩn bị chơi Tết đây. Đấy, hai bên đường nắng, cây cối ra hoa đẹp quá. Có điện thoại. Alo. Alo, anh Hoàng à. À, Thông hả? Có việc gì đây? À, anh Hoàng ơi, em Thông đây. Ôi anh Hoàng ơi, em năm nay em lên chầu Thiên Đình nhá. Em đi bằng xe công nghệ thông minh của màn ZX nhá. Màn hình ZX à? Rồi, không phải khoe. Hoàng này là dùng rồi, đang sử dụng đấy rồi. Anh bảo anh em, tất cả anh em Nam Tàu Bắc Đầu, anh em Táo tập trung hết đây, em sẽ lắp hết cả màn ZX cho. Biết rồi, sẽ bảo anh em dùng thế tốt quá còn gì nữa. Rồi, vâng ạ, à, anh đang làm gì đây? Ở trên đi có Covid không anh? Trời ơi, không Covid, ở đâu rồi chả có Covid. Cái quan trọng là mình phải phải phòng chống 5K thôi. Sống chung với lũ rồi. Tạm biệt anh nhá. À, rồi. Anh em ạ, tôi có mấy cô bạn gái nhưng mà lại không đặt tên, toàn gọi thứ hai, thứ ba, thứ tư, có cả cô chủ nhật. Lưu hết vào trong cái máy này rồi. Bây giờ chỉ cần muốn gọi là ra lệnh là gọi thôi, chứ không có phải số má gõ ghiếc gì cả. Tôi bây giờ tôi gọi cho em thứ ba để tôi đón em ấy đi mua đào quất đây này. Đấy. Gọi thứ ba. À,
Anh đây. Thứ ba hả? Anh là hả? Ừ, anh đây. Đang làm gì đấy? À, đi chùa Hương đi lễ à? Thế đã mua đào, mua hoa để chuẩn bị Tết chưa? Chưa, em còn đang đợi anh qua. Thế được rồi. Tí nữa anh qua anh đón nhá. Đi mua đào, mua quất nhá. Dạ vâng, anh qua anh nhá. Ừ, rồi, chào em. Đấy, anh em thấy không? Rất là tiện. Không có phải điện thoại, không có phải số má gì cả. Làm như thế nó an toàn cho mình. Bây giờ đi đón em thứ ba ở chùa Hương ấy, mà không biết đường thì bây giờ lại phải hỏi cái anh Z-Tech này. Đường đi tới chùa Hương bằng Việt Map. Đấy, lên ngay. Anh em ạ, mình cũng hay dùng điện thoại để chỉ đường bằng Google Map ấy. Nhưng mà cái Việt Map này nó có cái hay là cảnh báo về tốc độ. Đấy, thế rồi phát hiện ra camera phạt nguội của các anh thông đặt ở đằng trước. Đấy. Nếu anh em mình mà có mát ga thì có nó cảnh báo thì đỡ bị mấy anh thông anh hỏi thăm. Đấy, như thế là tốt quá rồi còn gì nữa. Anh em, cái Z-Tech này nó hay ở chỗ ngoài cái cảnh báo tốc độ này, rồi thông báo rồi camera đằng trước có phạt nguội hay không. Thế rồi đến lúc mà mình nếu chẳng may mình bị phạt nguội thì Z-Tech này sẽ gửi tin nhắn về điện thoại của mình. Đấy, còn nếu không, mình không để ý lúc nào đấy lên mình hỏi luôn Z-Tech. Ví dụ như là đây, tôi thể hiện luôn này. Phạt nguội 29D51366. Đang kiểm tra phạt nguội biển số 29D51366. Không biết là xe mình có bị gì không đây này. Đang loát, đang tìm xem mình có tội, có lỗi gì không ấy. Ây, lên rồi, biển số xe 51366 này. Bạn, hiện tại bạn không có lỗi gì. Ấy, thế là ngon rồi, như thế là an toàn rồi. Đúng là mình cũng thuộc loại lái xe gương mẫu đấy. Đi rất đúng luật. Anh em ạ, phải quyết liệt thì mới được việc. Phải thông minh thì nó mới giúp được mình. Màn hình Z-Tech này là cái phần thông minh là có đấy. Ví dụ như là ngày mai bây giờ tôi đi chùa Hương. Đấy, tôi sẽ hỏi là thời tiết bây giờ, xong rồi thời tiết ngày mai chùa Hương như thế nào. Mình vẫn cứ lái xe bình thường, hỏi nó câu thôi. Thời tiết chùa Hương bây giờ. Nhiệt độ ngoài trời là 23 độ C. Chiều nay, thời tiết được dự báo là mây đen u ám. Nhiệt độ thấp nhất là 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 24 độ C. Vâng, cảm ơn cô. Bây giờ lại hỏi tiếp này. Thời tiết chùa Hương ngày mai. Thời tiết ở chùa Hương ngày mai được dự báo là mưa nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 21 độ C. Đấy, anh em thấy không? Nói hết tính năng tác dụng như thế là cũng ổn đấy. Như thế là thông minh rồi. Tiện cho anh em mình đi đâu biết về thời tiết đấy, để mình còn lo công việc. Rồi mình quãng đường mình đi nó như thế nào, rồi mình chơi bời ra làm sao để cho nó phù hợp với thời tiết. Lái xe đường dài là cũng cần có giải trí, ví dụ như xem video hay là nghe nhạc. Đấy, cứ hỏi cái anh Z-Tech này là có hết, phục vụ tận chân công trình. Ví dụ như tôi hỏi nhá, mở video những câu nói của Ngọc Hoàng.
đang mở những câu nói của Ngọc Hoàng trên YouTube. Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Bình bình thân. Nói thế thôi chứ xem video này mà lái xe thì cũng không ổn lắm, trừ có những cái người ngồi bên cạnh có thể xem được. Nhưng mà thôi, mình không xem video mà mình lại nghe nhạc. Nghe nhạc là mọi thứ nó đều thoải mái. Mắt thì mình phải tập trung về đường xá thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ ở đây tôi sẽ chuyển sang nghe nhạc vậy. Mở bài hát rồi tới luôn remix. Đang mở bài hát rồi tới luôn thế là mọi người trên xe đã có thể thưởng thức nhạc bình thường, nó tiện. Nhạc lên phê phết đây này anh em ạ. Riêng cái nhạc này nhá, lắp cái đầu G-Tech nhà vào thì nó lại có một cái tính năng, nó lại có cả chip điện tử ở trong, nó kích gần như là một cái dạng kích âm ly, nó âm âm lượng của nó cũng như là tiếng của nó sẽ hay hơn cái loa zin, cái đầu ở trong xe này. Đấy. Nó tăng lên rất nhiều. Mình nghe lại còn phê hơn. Đấy. Tiếng loa, tiếng bass cũng như là tiếng thép lên lại còn hơn cái bản zin của nó. Cho nên là số 1, dùng cái này là rất được. Anh em nên lưu ý nhá. Cái màn hình ZX này nó có cái cá nhân hóa rồi cái giao diện của nó rất hay. Ví dụ như là mình thể hiện cái gì đấy, mình thích một cái hình gì đấy ở trên cái màn này, ví dụ về xe ô tô mình thích màu gì, phong thủy nó màu gì. Tất nhiên là ai có xe thì lúc mua là cũng tính phong thủy mua màu gì rồi, nhưng thỉnh thoảng mình đổi giao diện hoặc từ năm này năm kia mình thay đổi tương số, mình để cái giao diện đang xe mình đang xe trắng mình đổi sang xe đỏ cũng được. Đấy. Ví dụ như thế này. Đó, nó lên rất nhiều màu. Nó lên rất nhiều màu. Ví dụ như là tôi thích màu vàng đây. Đấy. Thế và mình lưu vào. Đấy. Thì là bạn có muốn hiển thị hình ảnh động hay không? Mình có. Đấy. Thì là chiếc xe này. Đấy. Thế mình ghi, mình sẽ chọn biển số của mình này. Rồi chọn cái model xe, mình biết model xe của mình như nào. Và mình bắt đầu mình chọn màu. Thì lúc đó cái giao diện ở trên này nó sẽ lên đúng cái xe như thế, đúng cái màu như thế. Đấy. Để thay đổi phong thủy tí cho nó. Tôi có thể chốt lại mấy câu thế này về màn hình ô tô ZX. Thứ nhất là phần cứng tốt, giao diện mốt, thông minh số 1. Anh em nên chốt. Năm con hổ nỗi khổ tắc đường. Mặc dù bây giờ là trời tối rồi nhưng mà yên tâm, mình dùng cái màn hình ZX này, mình có, nó có cái cam 360 có thể quan sát xung quanh xe, có thể tránh được va chạm rồi ổ gà. Mặc dù là trời tối nhưng mà lọ mọ thì vẫn cứ là ngon luôn. Ví dụ chỉ cần ra lệnh là mở camera đằng sau. Đang mở camera. Đấy, anh em thấy không? Toàn bộ mình soi hết đường đằng sau như thế nào. Mở camera đằng trước. Đang mở camera. Đấy, rất tiện. Mà tối như thế này, camera vẫn soi nét luôn. Cái này nó cũng có một cái tiện lợi là mình đi đêm rồi đường xá mình còn lạ. Đấy, rồi đường có vào chỗ tối ổ gà ổ ghiếc mình tránh được, rồi biết xe trước xe sau, mọi thứ là rất là thuận tiện, rất thuận lợi. Đấy, an toàn cho lái xe. Mà ta phải lái xe thì ta phải đặt cái chuyện an toàn lên hàng đầu. Anh em ạ, cái ZX này có một cái tính năng an toàn
mà phải nói là rất hay. Đấy, khi mà mình chạy tốc độ dưới 20, đấy là do mình cài đặt nhé. Dưới 20 thì cam cứ thế này, nó sẽ hiện lên. Đấy, cam sẽ lên. Đấy. Tôi sẽ chạy quá lên độ khoảng 30 cây đi. Đấy. 30 cây là cam sẽ tự tắt. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Anh em ạ, khi cái ZTEC này mình do mình cài đặt thôi. Còn đến cái lúc mà mình chạy độ khoảng trên 40 cây đấy, thì khi mình sinh an là cam sau sẽ tự động nó bật để cho mình quan sát được những cái xe đằng sau hoặc những cái gì đi bên cạnh, nó soi được những cái điểm mù, cho nên là mình rẽ rất là an toàn. Đấy, ví dụ tôi đánh sinh an nhá. Đấy. Đấy, bây giờ chạy là có thể lên tới 40 cây này. Đấy, cam sau sẽ lên. Đấy là mình khi mình rẽ nó rất an toàn. Đi ở trên đường cao tốc mà mình muốn chuyển làn thì là tuyệt vời luôn. Đấy, mình không cần phải gương đã là một chuyện, có camera này nó soi còn nét hơn, còn kỹ hơn nữa. Cực kỳ an toàn cho người lái xe. Đấy. Nói về ZTEC thì cũng nói hết rồi. Bây giờ đến lượt tôi phải đi đón em thứ ba đây. Xin chào anh em nhé. Chào anh em. Anh em ạ, ngoài những cái ưu việt của ZTEC thì còn điều này nữa, tôi muốn chia sẻ thêm là ZTEC có 500 đại lý trên toàn quốc, là đối tác của các hãng xe lớn trên thế giới cũng như tại Việt Nam. ZTEC bảo hành 5 năm, cả về chất lượng lẫn dịch vụ, cứ yên tâm mà xài.